Đây, em bé đi học mới Dạ. về đây. Cẩm Tú đi học mới về đây. Cái bà Ngon vậy xã ta, bữa nay đi học về có cây kem nữa ta. Rửa mặt rồi ra đây nha con. Hôm nay 24 tây tháng 2 năm 2023, cô Linh Mỹ Tho xin đại diện. Đây là bé Thái Châu thông qua em, thông qua Quỳnh Ngọc Dung gửi cho bé Cảnh Tú 10 ký gạo. Rồi ở đây là 200 ngàn của bé Thủy, của Thủy mà bạn với Phương Thúy hôm hổm có vô đây hút thuốc anh bà. Thì bé Thủy nó gửi anh 200 ngàn, còn 300 ngàn này thì Linh xin đại diện em Mỹ Dung gửi cho 300 ngàn. Rồi tổng cộng Linh gửi 500 ngàn với 10 ký gạo cho Cẩm Tú. Cẩm Tú thì là cha qua đời thì bỏ đi lấy chồng khác rồi, rồi giờ Tú ở với ông bà nội. Rồi Linh cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là anh Ba Đực, Anh Ba Đực, phòng thuốc nam miễn phí. Ai có cần trị bệnh gì thì tới đây cho miễn phí hết nha mọi người. nay con học lớp mấy à Tú? Lớp 5 hả? Các cái đôi trời thì ta đi về chứ có rồi, hai bye bye.